Hello em. Ờ, mới quay xong. Ok. Hoàn thành các phép toán trong thời gian trả lời phỏng vấn. Ok. Ready? Okay. 8 1994. Anh sinh ở Đắk Lắk. Anh nghĩ anh sẽ vẫn là cùng nàng. Nghĩ chiếc phèo. Bài dựa trên câu chuyện thật của anh là hôm nay con mừng rồi. Bài hát đầu tiên lớp 11. Anh rất hay quên lời. Có lần một cái lần đi show với anh Phạm Đình Quỳnh mà anh hát ca 3 bài mà lên quên lời hết gần 3 bài. Anh rất là quê. Anh nghĩ là anh sẽ phải cải thiện đó, tại vì là anh không biết cái cách nào, nhưng mà anh sẽ nghe nhiều hơn trước khi anh hát. Ôi da, mà chúng ta đã sẽ kết duyên trọn đời. Anh nghĩ chỉ là đi đá banh cùng với mọi người, bạn bè. À, không có bắt buộc. Và siêu năng lực, anh muốn làm một cỗ máy thời gian để quay lại quá khứ. Anh thường làm việc mọi lúc khi nào anh có cảm hứng. Anh nghĩ đó là kỹ năng kỹ năng săn bắt hái lượm thôi, chứ cũng chẳng biết kỹ năng gì. Một sự thật hài hước về anh hả? Sự thật làm gì anh không biết luôn. Không có sự thật nào mà hài hước về anh hết á. Có lẽ là có được. Hồi xưa anh đi xe với các bạn nữ mà mình anh say xe. Em không có nhớ là nó cụ thể nó như thế nào, nhưng mà em chỉ nhớ là đợt đó đi lên phố thì hồi cấp 2 á, mấy bạn nữ trong lớp thì cười to thoải mái của mình, thì mình ngồi mình ói sấp mặt. Rất là quê. Crush của anh ai nhỉ? Anh nghĩ là anh thích nhiều, chứ còn crush thì chưa. Đó là một lần anh mơ anh gặp ma. Anh nhớ mãi luôn, mơ thôi nha, chứ anh nghĩ chắc không phải gặp ma đâu. Nobita. Nhiều lần luôn, anh hay quên lắm, không biết là anh cố tình hay sao nữa. Nhiều lần luôn, anh hay quên lắm, không biết là anh cố tình hay sao nữa. Thường thì anh sẽ tỏ ra mình quên thật. Đó là anh gọi điện cho người yêu cũ. sao ngạc nhiên. Thì đó là điều điên rồ mà, thì anh cũng chẳng biết tại sao anh điên rồ như vậy. Cái gọi tâm sự rồi mắng vốn các thứ thôi. 99 từ 9 chia 3 cộng 4. 99 từ 9 chia 3 cộng 4 là 34. Nhiều lỗi nhưng mà có thể chứa nước. Không biết. Khi xài thì quăng đi, mà không xài thì lấy lại. Cái bao rác. Cái gì? Quăng, còn có quăng đâu, vẫn cầm mà. Đầu chuột đuôi heo. Đầu chuột đuôi heo. Con gì đầu chuột đuôi heo không biết. Đầu chuột đuôi heo. Đầu chuột mà đuôi heo là con gì đó? Không biết. Con gì? Đi tảo mộ.
lớn nhất thì chắc tầm gần 1 triệu. Ý là tổng tiền lì xì nha. Chưa. Chỉ sợ là không được về thôi. Chỉ lo lắng được vì đó thôi. Anh nghĩ là ba mẹ đều mình khỏe, gia đình mình khỏe. Chúc cho tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và chúc cho năm tới thì thế giới của chúng ta đều được bình an trở lại. Có đúng được không biết, cái nào không biết. Còn 3 câu chưa trả lời được. Hai câu. Tính là cũng được chứ hả? Cũng giỏi đấy chứ.